Do đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng nên đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hưng Yên đạt trên 82%, là một trong những địa phương cao nhất tỉnh. Ngay sau khi được phân bổ vaccine, thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được địa điểm và lịch tiêm phòng mũi 3, phân bổ vaccine về trạm y tế các phường, xã, đồng thời phân công cán bộ y tế hướng dẫn tổ chức tiêm phòng cho người dân. Nhờ đó, đến nay đã có trên 77.000 người dân được tiêm phòng mũi 3 trên tổng số trên 92.000 người trong diện tiêm. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm phòng mũi 3 cho độ tuổi từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đạt trên 82%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ trên 99,6%. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng theo đúng kế hoạch của tỉnh.